rồi phải lựa mấy cái đá mà nó ngã nó sập nó mới có ra lúa. Trời, lúa lúa còi không. Lúa khó chịu. Dạ. Sát quá. Chạy cái trăm mấy vào trong khi chờ cái 70 là các bạn thấy máy 70 sao khổ lúa rồi. Để chạy cả
Ngày mình đi lụm lúa thì được nhiêu chị? Được khoảng bao nhiêu ký? 20 ký hả? Ký đường 100 mấy chục ngàn. Rồi phải lựa mấy cái đá mà nó ngã nó sập nó mới có ra lúa. Trời, lúa còi không? Lúa khó chịu. Dạ. Em đi chị ơi. Lúa ướt ra lúa đó, chịu khó tại vì bóc lúa. Đó, là xa xa kia rồi.
đồng ở xã Phú Thành, huyện Tân An Giang các chị bạn. Đứng gần lò để tranh thủ mình chạy. Rồi, thôi bye bye các anh chị các bạn nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau. Cắt 70 rồi, cắt rồi. Rồi, chào các bạn.